bạn nhỏ ơi, các bạn nhỏ nhớ để ý số ở trên các cây bút chì màu nha các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ tô da cho cô Tiên. Da của cô Tiên thì mình sẽ dùng màu da sáng và mình sẽ tô lên các vùng sáng của gương mặt. Đó, bây giờ mình sẽ dùng cái màu da đậm hơn để mình dàn những cái chỗ tối của gương mặt nha các bạn. Ở đây cô sẽ cho thêm một chút màu má hồng làm cho cái da dẻ của cô Tiên nó trở nên hồng hào hơn nha các bạn. Làm cho cái làn da nó mịn hơn á, thì mình sẽ hay dùng màu trắng để mình dằn lại tất cả những cái chi tiết mà hồi nãy giờ đó, màu sắc mà mình đánh nãy giờ đó các bạn. Còn chỗ nào mà nó có bóng tối á, thì mình cho thêm màu đậm vô đây ha các bạn ha. Thì màu mình dùng màu nâu đậm. Cái mà quan trọng nhất của mình đó là các bạn nhớ để ý cái cách cô đi màu sáng tối nha các bạn. Đó, khi mà cô thay đổi màu sắc của những cái cây bút chì màu, các bạn nhớ để ý ở vùng nào tối thì cô sẽ đi như màu nâu nè. Đó, rồi những chỗ sáng thì cô sẽ đi như màu trắng vậy đó. Thì mấy bạn nhớ để ý điểm này nha, để làm cho bức tranh của mình nó sinh động hơn đó nha các bạn.
Các bạn nhớ để ý cái cách đi màu á, sáng tối của cô nha. Thì chỗ nào mình chỗ nào sáng á, thì mình sẽ dùng màu da sáng, còn chỗ nào tối mình dùng màu da tối. Ngoài ra mình có thể dùng thêm màu nâu để mà mình dàn lại những cái chỗ mà bị bóng tối nó che khuất, ví dụ như là dưới mấy cái vai nè, rồi đầu gối. Sẽ dùng giữa hai cái chân nữa, rồi dưới đôi giày nữa, thì mình sẽ dùng những màu nâu để mình dàn cái màu tối nha, mình tạo như là cái bóng tối đó. Thì cái màu sắc của mình nó sẽ thật hơn, nhìn nó sinh động hơn. Ngoài ra thì mình thường xuyên sẽ sử dụng màu trắng để mà mình đi ngược lại là cái chỗ mà bị ánh sáng nó chiếu vô ha, trên da thì cái chỗ có sẽ có chỗ là ánh sáng nó chiếu vô thì sáng, còn những cái chỗ mà bị che khuất bởi bóng tối á thì nó mình sẽ dùng màu nâu. Ngoài ra mình sẽ dùng màu hồng để mình đánh lên da một chút để cho cái da nó có cái độ sắc nét hồng á, chứ không phải trắng bệch luôn thì nó sẽ không có đẹp. Ở đây cô sẽ dùng màu hồng để mà đánh lên cho cái đôi chân của nàng tiên, nhưng mà sau khi đánh cái màu hồng á, mình nhớ dàn lại một chút màu trắng ha, để cho nó mịn lại cái tranh của mình đó các bạn. Đối với đôi giày á, thì mình tô cũng có chỗ sáng và chỗ tối, thì mình đi màu sắc á, khi mà nó hài hòa thì nó sẽ sinh động hơn nha các bạn.
Bây giờ cái cánh của cô tiên thì các bạn tô màu vàng nhạt ngang để cho nó tạo lên cái cảm giác nhất là đôi cánh rất là mỏng manh. Các bạn nhớ khi mà mình trang trí mình nhớ tô xung quanh thân của cô tiên cũng màu vàng nhạt, thì cô tiên này có phát ra một cái màu vàng sáng giống như cô tiên đom đóm nha các bạn. Bây giờ thì cô đã hoàn thành xong bức tranh của cô rồi. Chúc các bạn sẽ thành công giống như cô nhé. Chào tạm biệt các bạn. Chào tạm biệt mọi người.